dân mạng quốc tế không thốt lên lời khi xem video về cuộc họp Quốc hội ở Việt Nam, quá thẳng thắn và gay cấn. Hiện nay, những vấn đề liên quan đến lao động Việt Nam đang rất được quan tâm và chú ý. Cũng dễ hiểu thôi, vì nước ta phần lớn là dân lao động nên có rất nhiều vấn đề liên quan đến lao động cần phải chú trọng như là việc làm, nguồn nhân lực, cơ chế cho người lao động. Trong đó, những người lao động là những người ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề này. Và app trong lúc lướt YouTube đã tình cờ xem được một đoạn clip với tiêu đề bằng tiếng Anh. Đó là một cuộc họp Quốc hội ở Việt Nam khi mà một nữ đại biểu đã thẳng thắn chất vấn đòi quyền lợi cho người lao động. Phiên vất chất vấn này thực sự đã rất gay cấn, nhưng đáng chú ý nhất là phản ứng của cộng đồng quốc tế khi xem xong đoạn clip về cuộc họp Quốc hội này. Vậy cụ thể diễn biến sự việc này như nào? Hãy đón xem trong video ngày hôm nay. Theo đó, tại cuộc họp Quốc hội, các đại biểu đang cùng nhau thảo luận về dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi. Một đại biểu có ý kiến rằng tổng số giờ làm thêm của Việt Nam đang bị hạn chế khi chỉ ở mức 200 đến 300 giờ trên năm, ít hơn rất nhiều so với các nước đang cạnh tranh như là Trung Quốc, Bangladesh, Hàn Quốc. Đồng thời, ông cũng cho rằng có đến 99% lao động các hợp đồng lao động ngoài giờ ở nước ta là tự nguyện của cả hai bên. Chính vì thế, cần tăng giờ làm thêm của các lao động Việt Nam để phù hợp với lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động. Ngay sau đó, một nữ đại biểu đã thẳng thắn phản bác lại ý kiến trên với các lập luận vô cùng sắc bén. Bà cho rằng ý kiến của vị đại biểu trên chưa đủ cơ sở để khẳng định và bà hoàn toàn không đồng tình với ý kiến đó. Bởi theo bà, những người lao động không hề muốn làm thêm giờ, mặc dù trên thực tế họ cần làm thêm giờ. Và bà đặt ra câu hỏi, tại sao người lao động cần làm thêm giờ? Câu trả lời chính là vì tiền lương hiện nay của người lao động thực sự không đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu của họ. Tiếp tục trình bày quan điểm của mình, nữ đại biểu đã khiến những người ở hội trường cũng như những người xem đài phải xúc động khi nói lên tiếng nói của người dân lao động. Họ chưa bao giờ tự nguyện làm thêm giờ, chưa bao giờ tự nguyện rời xa gia đình để chật vật mưu sinh. Vì vậy, Quốc hội cần phải có vai trò đưa ra chính sách để hỗ trợ cuộc sống của người lao động, để họ có thời gian thực hiện cái gọi là quyền con người của mình, quyền được học tập, giải trí, chăm sóc bản thân và gia đình. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ và là tình người và tính nhân văn đối với người lao động. Bà cũng mạnh mẽ cho rằng sức cạnh tranh của nền kinh tế không chỉ và không nên dựa vào chủ yếu là sức lao động của người lao động, mà phải kết hợp cùng với các yếu tố như là năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và điều kiện để làm việc. Đó mới là sự tiến bộ của xã hội, chứ không phải chỉ chăm chăm muốn tăng giờ làm và giảm tiền lương của người lao động. Những lời lẽ đanh thép của nữ đại biểu đã khiến người nghe hết sức mắt lòng mắt dạ. Lúc nào cũng có những đại biểu thương dân, nghĩ cho dân như thế thì còn gì, đúng không các bạn? Đoạn video của cuộc họp Quốc hội này đã nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng quốc tế và nhận về vô số bình luận thú vị. Cùng át lượn một vòng xem dân tình đang bàn tán điều gì nhé. Đó quả thực là một bài phát biểu tuyệt vời. Thực sự là như vậy, cô ấy ngay lập tức tiếp lời vị đại biểu kia từ góc độ đạo đức thực tế, giải thích chính xác việc làm thêm giờ quá mức gây hại cho các gia đình như thế nào. Hoàn hảo. Thật đáng mừng khi thấy rằng chính phủ của họ có thể chấp nhận những lời chỉ trích. Việc này rất quan trọng cho sự tiến bộ. Khi cô ấy nói về những người công nhân phải gửi con cái của họ về quê để có thời gian đi làm, bạn có thể thấy sự xúc động của cô ấy. Tình yêu đất nước, con người và cuộc đấu tranh của họ, thực sự đó là một cá nhân xuất sắc. Cô ấy cho tôi niềm hy vọng về các nhà lãnh đạo đất nước. Ôi Chúa ơi, cô ấy thật tuyệt vời. Một người có thể nhận thấy rằng cô ấy thật sự rất quan tâm đến những người lao động của Việt Nam. Việt Nam thật may mắn khi có những người phụ nữ như cô ấy, một người thật sự đại diện cho tầng lớp nhân dân lao động, sẵn sàng đứng ra chiến đấu và cố gắng mang lại một số sự đồng cảm cơ bản cho thế giới. Tôi đã rơi nước mắt khi xem được cái này, tôi không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi có một người như cô ấy trong chính phủ của chúng tôi, quan điểm đến sức khỏe của những người công nhân như chúng tôi. Tuy nhiên, các bạn ở Việt Nam đã thực sự làm được điều đó. Và khi tôi thấy những người phụ nữ phát biểu, nó nhắc nhở tôi rằng thực sự có một thế giới tốt đẹp hơn để giành chiến thắng và chúng ta thật sự không có gì khác để mất ngoài xiềng xích của mình. Người phụ nữ này nên trở thành lãnh đạo quốc gia,
Chúa ơi, thật là một bài phát biểu xúc động. Đây là điều xảy ra khi bạn chỉ dựa vào số liệu thống kê và không xem xét tính nhân văn đằng sau của chúng. Thực tế là bản thân các số liệu thống kê chỉ đo lường những gì mà người trả tiền muốn. Tôi hoàn toàn tin vào số liệu thống kê, nhưng chúng phải được liên kết với một thế giới thực. Không có một nhà lãnh đạo nào hay bất kỳ nơi nào ở phương Tây quan tâm đến người lao động như cách người phụ nữ này đang làm. Hành động của cô ấy chính là đang truyền cảm hứng. Video trên cả tuyệt vời, tiếng Việt rất đẹp, tôi chưa bao giờ nghe một lúc lâu như vậy. Bài phát biểu của bà ấy gây xúc động cho người nghe. Tôi không nghĩ Việt Nam vẫn còn nhiều người cộng sản hết lòng vì nước, vì dân như vậy. Đẹp, rất đẹp, tôi không thể tưởng tượng được. Có chính trị gia nào như vậy ở nước Mỹ của tôi thật sự đứng lên vì người lao động như thế này. Xin chân thành cảm ơn đồng chí đã cho chúng tôi xem các trận chiến của Việt Nam hôm nay. Một góc nhìn đa sắc thái cùng với một số người trình bày. Việt Nam muôn năm, chủ nghĩa xã hội muôn năm. Càng tìm hiểu về Việt Nam và cách họ vận hành, tôi càng ấn tượng. Tất nhiên đất nước nào cũng có vấn đề, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng ở Việt Nam có sự tiến bộ và nhân văn. Một điều tôi thích ở các nước xã hội chủ nghĩa là họ rất chú trọng đến việc bảo vệ luật lao động. Tôi muốn biết thêm về chính trị gia này và các nghiên cứu của cô ấy. Ở Mỹ, hầu hết các chính trị gia không phục vụ người dân mà phục vụ giới thượng lưu. Vì vậy tôi ấn tượng về cách Việt Nam đang hướng tới. Cô ấy có thể thắng thế trong cuộc tranh luận này và có giành được đa số sự ủng hộ trong quốc hội không? Tôi muốn biết cuối cùng ai là người chiến thắng. Tôi hy vọng cô ấy thắng. Trên đây là những ý kiến của khán giả khắp nơi trên thế giới sau khi xem đoạn clip ngắn được trích ra từ một cuộc họp quốc hội. Có thể thấy chính phủ Việt Nam ta đang ngày càng đổi mới, ngày càng chú trọng về chất hơn là lượng, qua đó thể hiện sự minh bạch thông tin mọi người và luôn sẵn sàng đứng về phía người dân. Nói lên tiếng nói của người dân, vì Việt Nam luôn xác định rõ nhân dân chính là gốc, là cốt lõi của một dân tộc. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp Bảo Thông Thái sớm đạt 50.000 lượt đăng ký nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.